Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính: nắng nóng kéo dài, lượng bệnh nhân cao tuổi tăng cao; Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu cấp cứu thành công nhiều ca đột quỵ. Trong một thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh dại và cách phòng tránh. Trong một cẩm nang y học kỳ này, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Sửu, phó trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn các bước sơ cứu ban đầu tại nhà cho nạn nhân bị bỏng. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, nhiều người vẫn còn chủ quan với bệnh viêm gan B. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Những ngày trời nắng nóng cao độ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe, trong đó người cao tuổi là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Hầu hết các bệnh viện, lượng bệnh nhân cao tuổi tăng cao. Tại khoa cấp cứu hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, lượng bệnh nhân là người cao tuổi chiếm đến 80%. Các bác sĩ đặc biệt lưu ý, đột quỵ ở người cao tuổi xảy ra vào mùa nắng nóng chiếm một tỷ lệ đáng kể do thay đổi nhiệt độ, thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống và nhất là ở những người có tiền sử bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, thiểu năng mạch vành, tăng huyết áp, sơ vữa động mạch, rối loạn mỡ máu hay đái tháo đường. Thói quen dùng điều hòa ở nhiệt độ thấp kéo dài nhiều giờ, đặc biệt là vào ban đêm, có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ do lạnh. Mùa hè, nhiều người có thói quen uống các loại nước giải khát có ga, uống bia đá lạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề về tim mạch và đột quỵ ở người cao tuổi. Tỷ lệ đột quỵ mùa nắng nóng ở người cao tuổi xảy ra vào chiều tối hoặc nửa đêm về sáng. Lúc thân nhiệt có nhiều thay đổi, nhiệt độ càng cao thì mức độ đột quỵ càng nặng. Vì vậy, người bệnh tăng huyết áp không được tắm nước lạnh đột ngột khi vừa đi ra ngoài nắng nóng vào, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm. Trong thời gian nắng nóng cao điểm vừa qua, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu tăng gấp 2 lần so với những tháng trước đó. Theo các bác sĩ, từ tháng 5 đến nay, trung bình một ngày khoa điều trị cho khoảng 45-50 lượt bệnh nhân, tức là tăng trên 90% so với thời điểm tháng 3 và tháng 4. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng kéo dài và việc sử dụng điều hòa liên tục đã gây ảnh hưởng không tốt đến những người bệnh về cơ xương khớp, thần kinh ngoại biên, cũng như làm cho gia tăng bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Vì vậy, lời khuyên đối với người dân trong những ngày nắng nóng cao điểm, nếu ngồi điều hòa, chúng ta chỉ nên để ở mức 27-28 độ, không nên để quá lạnh và trước khi ra khỏi phòng nên tắt điều hòa khoảng 10-15 phút, tránh tình trạng sốc nhiệt. Bệnh viêm xoang không chỉ phổ biến ở người lớn mà cũng có thể gặp ở trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, đặc biệt là các bé suy dinh dưỡng, gầy yếu, sống trong môi trường ô nhiễm, khói bụi, thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá, bếp than hoặc những trẻ có cơ địa dị ứng, viêm VA, viêm amidan, điều trị không khỏi lâu ngày dẫn đến viêm xoang. Khi trẻ bị viêm xoang, trẻ sẽ có các triệu chứng ho, sốt nhẹ, sổ mũi đục xanh hoặc vàng, đau đầu và nghẹt mũi kéo dài hơn 2 tuần. Các bác sĩ cảnh báo, viêm xoang ở trẻ em nếu không được điều trị đúng cũng có thể gây nên một số biến chứng, có loại biến chứng đặc biệt nguy hiểm như viêm mắt làm cho trẻ bị sụp mi, giảm cảm giác giác mạc, tạo nên hội chứng đỉnh mắt gây đau dữ dội. Cũng có trường hợp tạo thành huyết khối trong các xoang hang, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây mù mắt. Tỷ lệ biến chứng viêm màng não, ép sen não, viêm xương tuy rất thấp nhưng cũng cần được quan tâm đúng mức. Khi nghi trẻ bị viêm xoang, cần đưa trẻ đi đến khám bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, cho trẻ dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, không nên tự ý cho bé sử dụng các loại thuốc chống xung huyết mũi dạng phun xương hoặc chống nghẹt mũi mà không có sự chỉ định của bác sĩ vì có thể gây ảnh hưởng đến huyết áp, tim mạch hay gây chảy máu mũi, bù trừ hoặc khô mũi quá mức cho bé. Luôn giữ môi trường sống trong sạch để ngăn ngừa bệnh viêm hô hấp và viêm xoang cho bé. Nên cho bé uống nhiều nước và ăn nhiều các loại hoa quả chứa vitamin A, C để tăng cường miễn dịch và ngừa bệnh tật. Zumba không chỉ là môn thể thao bổ ích rèn luyện sức khỏe mà còn giúp các bé tăng sự tự tin, hòa đồng với bạn bè. Chính vì vậy, đây là môn học được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con trong dịp hè này. 7 giờ sáng, lớp học Zumba cho các bé từ 4-5 tuổi đã đầy ắp các học viên nhí. Phấn khích, hào hứng là cảm nhận của các em nhỏ khi được tham gia hoạt động này. Hòa mình vào điệu múa, lắc lư theo những giai điệu sôi động, Zumba là sự pha trộn độc đáo giữa các điệu múa Latin và các bài tập aerobic. Trong những ngày nghỉ hè, rời xa màn hình TV hay chiếc điện thoại di động, một tiếng đồng hồ tập nhảy cùng huấn luyện viên mỗi ngày sẽ giúp trẻ thúc đẩy sự phối hợp của cơ thể dẻo dai, kiểm soát tốt cân nặng. Các điệu nhảy trong bộ môn này không chỉ giúp cho trẻ bung tỏa được năng lượng, bộc lộ cảm xúc và giải tỏa những căng thẳng mà còn giúp các em rèn luyện sự tự tin và tăng khả năng tương tác xã hội.
Bệnh dại là căn bệnh nguy hiểm lây từ động vật sang người qua các vết cắn do động vật mang virus dại. Y học khẳng định bệnh dại khi đã lên cơn sẽ dẫn tới tử vong. Mời quý vị đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên chuyên mục và bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Ngọc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để cùng tìm hiểu về căn bệnh này. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ là, thưa bác sĩ, bệnh dại là gì ạ? Bệnh dại là một bệnh nhiễm virus cấp tính qua vật chủ trung gian truyền bệnh, đó là những động vật có vú, đặc biệt là chó mèo. Bệnh dại thì có những biểu hiện như thế nào thưa bác sĩ? Triệu chứng của nó là sợ gió, sợ ánh sáng, sợ tiếng động và lên cơn dại. Mà khi đã lên cơn dại thì trong vòng 24 giờ có thể tử vong nhanh, và đã lên cơn dại thì rất khó chữa và hầu như là tử vong. Khi con người nhiễm bệnh qua súc vật cắn thì nó ủ bệnh thời gian rất dài, ngắn hoặc dài thì phụ thuộc vào nồng độ virus nhiễm vào cơ thể con người. Ngắn nhất là trong vòng 2 tháng, tức là 60 ngày, và dài nhất có thể đến 5 năm, tùy theo mức độ virus nhiễm vào cơ thể con người. Nếu mà ít thì nó nhân lên trong tế bào hồng cầu bạch cầu cơ thể con người sinh sôi nảy nở, và nhiều thì nó có thể tiết ra lộ ngoại độc tố và gây bệnh cho con người luôn, đặc biệt là làm tê liệt, đánh vào dây thần kinh trung ương. Vâng, thưa bác sĩ, nhiều người dân thì vẫn thường quan niệm khi bị chó cắn thì đi uống kháng sinh hoặc là đắp thuốc lá. Quan niệm như vậy thì có đúng không thưa bác sĩ? Người dân đã quan niệm khi bị chó cắn hoặc bị súc vật cắn đi đắp thuốc lá hoặc uống kháng sinh đều hoàn toàn không giải quyết được cái gì. Nếu mà có virus dại nhiễm thật, đấy là cái dân gian, nhưng mà không điều trị được bệnh dại, không phòng được bệnh dại. Cho nên cái quan niệm của người dân như thế là quan niệm rất là cổ điển, lạc hậu. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì làm cách nào để phòng chống được bệnh dại ạ? Để mà phòng chống được bệnh dại, tốt nhất thì hiện nay là bệnh do virus, tất cả những bệnh do virus đều chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Một số bệnh do virus đã có vaccine phòng, đặc biệt là bệnh dại đã có vaccine phòng. Bởi vì là không thể có một cơ quan, có một phòng khám đông y hoặc tây y nào có thể chẩn đoán được bệnh dại. Biết được bệnh dại thì đã lên cơn rồi. Thế thì người dân không may bị chó cắn thì nên tiêm phòng, tùy theo mức độ cắn, tùy theo vết thương cắn, tùy theo tình trạng động vật cắn. Bác sĩ có hướng chỉ định tiêm vaccine hoặc tiêm cả huyết thanh hay tiêm vaccine không, theo vấn đề phác đồ phòng và điều trị bệnh dại. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay ạ. Bỏng là một trong những tai nạn có thể thường xuyên gặp trong cuộc sống. Do đó, việc nắm bắt kỹ năng sơ cứu bỏng ngay khi nạn nhân bị bỏng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong một cẩm nang y học kỳ này, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Sửu, Phó trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ giới thiệu tới quý vị các bước sơ cứu ban đầu tại nhà cho nạn nhân bị bỏng. Bỏng là một trong những nguyên nhân thường hay gặp ở trong dân gian. Nếu mà mình sơ cứu không được cách ấy, thì sẽ làm cho cái bỏng nó trở nên nặng hơn và có thể gây nhiễm khuẩn. Đấy thì hay gặp nhất là bỏng nước và bỏng nhiệt. Thì sau đây tôi sẽ dẫn cho bà con một số cách mà mình sơ cứu bỏng mà sẵn ở gia đình mình có thể thực hiện được. Thì bước thứ nhất ấy, là mình đã cách ly. Ở đây thì cái bước cách ly và bệnh nhân ra khỏi cái vùng bị tai nạn thì tôi xin phép bỏ qua. Sau đấy thì chúng ta cho cái phần mình bỏng vào trong một cái chậu nước hoặc là một cái xô mà đựng đầy nước, và mình rửa nhẹ để tất cả các cái tác nhân bị bỏng còn sót lại thì nó được sạch sẽ. Thì mình ngâm và rửa trong khoảng 3-5 phút. Sau đấy thì mình cho vùng bị tổn thương như thế này, ở dưới cái vòi nước chảy nhẹ như thế này. Cái vòi nước này không được vặn quá mạnh, vì cái vòng quá mạnh như thế này nó có thể làm cả cái phỏng nước của mình bị vỡ ra, chân da bị tróc ra. Nên chúng ta cho chảy nhẹ dưới vòi nước này, mục đích là làm để tản bớt cái nhiệt độ ở cái vùng bị tổn thương. Sau khi cho tay ở dưới vòi nước chảy trong vòng 15 phút thì mình đưa ra, mình thấm khô và đắp nhẹ một cái khăn sạch hoặc là một cái vuông vải sạch. Ở đây trong điều kiện cho phép tôi có những cái gạc sạch và vô khuẩn đấy. Trong dân gian mình có thể là có những cái khăn sạch hoặc là những cái vuông vải sạch, mình có thể là dùng cả vuông vải này đắp lên vùng mình tổn thương. Sau đấy thì mình băng nhẹ ở
ngoài các cái trường hợp mà mình băng nhẹ thế này về mục đích là gì, mình che chắn cái vùng bị tổn thương để tránh cái nhiễm khuẩn trong cái quá trình bụi bẩn bám vào trong quá trình mình vận chuyển bệnh nhân, thế nên là sẽ tránh được những cái vấn đề về khuẩn sau này. Thì băng lỏng thôi, không cần quá chặt, sau đấy thì vận chuyển bệnh nhân tới các cơ sở y tế gần nhất để người ta sơ cứu cho mình. Trong cả gia đình nếu như có điều kiện thì gia đình có thể mua thêm một cái lọ nano bạc để sẵn ở trong gia đình, lắp đây nó lên, sau đấy chúng ta xịt vào vùng bị bỏng này, và những là cái xịt này thì chúng ta xịt hết cả cái vùng tổn thương ra bên ngoài tầm độ khoảng 3-5 cm nữa, chứ không nên là xịt mỗi cái vùng mà mình thấy đỏ đỏ đấy. Cái vùng đỏ đỏ là bây giờ nó đã tổn thương, còn những cái vùng xung quanh thì nó là những cái vùng có thể nó tổn thương rồi nhưng mà nó chưa biểu hiện ra ngoài, mình có thể xịt thêm rộng ra cái vùng tổn thương đấy. Xịt xong này thì để trong vòng 5-10 phút sau đấy thì mình rửa sạch và băng gạc lại để tránh cái nhiễm khuẩn. Mười triệu người được ghi nhận nhiễm virus viêm gan B, 8 triệu người trong tình trạng viêm gan, xơ gan hay ung thư gan, 22.000 người tử vong vì ung thư gan mỗi năm. Đây đều là những con số biết nói báo động về tình trạng nhiễm bệnh viêm gan B ở nước ta. Nguyên nhân chính dẫn đến ung thư gan, căn bệnh gây tử vong hàng đầu ở nước ta. Thế nhưng thực tế, người dân vẫn còn chủ quan với căn bệnh này. Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuấn, 60 tuổi ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, đã vào khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên điều trị được 4 ngày nay. Đây là lần nút mạch hóa chất thứ 3 điều trị ung thư gan của ông. Thì lúc đầu là tôi bị viêm gan B, nhưng mà tôi chủ quan, tôi không quan tâm để ý đến. Bây giờ là bệnh nặng thì xuống đây nhờ các bác sĩ là giúp đỡ, làm tôi làm nào cho nó đỡ bớt cái đau đi. Vì nó đau quá tôi không ăn không ngủ được. Do cái sự chủ quan của bản thân tôi, cho nên là bây giờ bệnh nó mới nặng lên, mất sức lao động. Bệnh tật thì vẫn cứ phải điều trị. Cho nên cái hoàn cảnh kinh tế bây giờ nó cũng kém. Trường hợp của ông Tuấn chỉ là một trong nhiều bệnh nhân mặc dù biết mình bị viêm gan B trước đó, nhưng chủ quan không theo dõi, điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ, dẫn đến bệnh tiến triển ngày càng nặng. Bởi theo thống kê của khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, hàng năm khoa đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân ung thư gan, trong đó có tới 90% số ca đều do viêm gan B tiến triển. Chúng tôi làm bên chuyên ngành ung thư này thấy rằng đa phần bệnh nhân bị bệnh ung thư gan do viêm gan B là đều do không dùng thuốc điều trị viêm gan B và chủ quan với bệnh viêm gan B của mình. Do đó là nó tiến triển đến xơ gan và dẫn đến ung thư gan là giai đoạn cuối. Chính vì thế mà cái thời gian mà điều trị của ung thư gan do viêm gan B là đạt hiệu quả rất kém. Còn đây là bệnh nhân Vũ Chiến Thắng, 70 tuổi, ở Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Phố Nối từ ngày 21 tháng 7. Ông Thắng nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, sụt cân, ăn uống kém, vàng da, bụng trướng, khó tiêu và được chẩn đoán là bị xơ gan độ 3 do viêm gan B mãn tính, men gan cao gấp 15 lần so với người bình thường. Nói chung là biết về bệnh của mình rồi thì mình cũng vẫn chủ quan, trong cơ thể con người mình nó không đau mà vẫn khỏe bình thường thì mình không đi khám. Nên sau khi mà bắt đầu đổ bệnh một cái thì mình mới đi khám. Theo thống kê của khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, trong tháng 6 vừa qua có khoảng 360 bệnh nhân đến khám thì có gần 150 bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm gan B và chỉ định điều trị ngoại trú. Cũng theo bác sĩ, đa phần người dân chỉ đi khám khi có những biểu hiện rõ rệt như cơ thể mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt và lúc này bệnh đã tiến triển nặng nề. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, chúng ta cần nâng cao nhận thức hơn nữa cũng như có những biện pháp phòng chống bệnh viêm gan B hiệu quả. Trẻ nhỏ thì chúng ta phải tuân thủ cái chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia để được tiêm phòng viêm gan B từ rất sớm. Còn với những người trưởng thành thì chúng ta lên đi khám sức khỏe định kỳ ít nhất là 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Ngoài ra thì phải thực hiện các cái biện pháp phòng chống viêm gan B. Tiêm truyền thì chúng ta sử dụng cái dụng cụ riêng cho từng bệnh nhân, hoặc nếu phải truyền máu thì phải sàng lọc viêm gan B, HIV. Nếu người mẹ không may bị viêm gan B thì chúng ta cũng phải khuyên cái bà mẹ mang thai là điều trị viêm gan B và tiêm cho em bé ngay sau khi sinh cái vaccine viêm gan B cũng như kháng huyết thanh viêm gan B. Chúng ta phải sử dụng các biện pháp quan hệ tình dục an toàn.
Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.